Cái lạ quá Khang. Tên gì con? Tên gì? Không biết. Không biết tên gì. Anh đâu có ý sĩ Google đâu. Kìa ông, kìa ông, kìa. Ông nó bu, nó hút hút mặt trên cái hoa kìa, thấy không? Thấy không? Đừng không? Rồi. Tìm hiểu coi cái hoa đó hoa gì vậy? Coi 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 cho nó có bản tên không? À cái này là mai xanh. Cái mai xanh. Ờ à, mai mai xanh. Cái mai màu xanh. Cái cây này đẹp quá. Dạ. Ôi dữ thường quá. Ai chụp sao mà cho nó cái cây này đẹp quá.
mình đừng có, năm sau mình đừng có tính trước cái vụ lên đây nữa. Ờ có là đi quê. Ừ có mai trắng mai vàng vậy. Là mới biết mai xanh đó. Chưa không thấy mai đỏ ha. Tìm hiểu thử coi coi hồi có mai đỏ không. Hả? Không biết nữa. Ừ. Ồ, cây này nhỏ gọn đẹp quá nè. Ừ. Thì đó, nó thật ra nó tím tím á. Hoa giấy. Phải không? Phải hoa giấy không? Hả? Có tên coi, nó có bắn tên mà. Đỗ Quyên. Bà Phương là bên đây nè. Cái cây này cái gì đây, cây này cái gì đây? À cái phong nè. Cái lá phong này là cái lá biểu tượng của nước Canada nè. Lá phong đỏ đó. Nhưng mà lá phong này là của nước Canada. Ừ. Nó có ba nhánh nè. Thì đó là lá phong này nè. Đừng đụng con, đừng đụng đi con. Ôi cái con này con nhát hả chứ con không có thể cờ thể kiếp vậy. Tại vì mình đụng vô lỡ nó rụng rồi sao? Mỗi người làm rụng một lá thì nó rụng nó chơi nguyên cây rồi sao? Phải không? Đúng rồi. Ừ. Cây con gì mà ngắm. Ừ, con gì mà ngắm? Đó cái cây đó mới là cái cây thiệt à. À. Cái gì ta rụng á. Ừ. Giờ hết chỗ coi. Ô còn nhiều chỗ lắm, hết rồi mà hết. Chơi hai bên em đi vòng vòng vậy. Đi vòng vòng chơi. Cái này là thạch tùng nè, thấy không? Thạch tùng là cái gì vậy? Cái này mà khi mà con tìm hiểu được mấy loại cây này là mai mốt con lên học lớp 6 rồi đó. Là các thầy cô sẽ dạy cho con những cái loại cây này nè. Cái này là cát hả ba? Cái thạch tùng. Ờ thì nó con biết thì được. Quá tốt rồi. Nó cũng hình dáng giống vậy đó. Nấc biên hả? Còn có nấc hả?
Cái hoa này là hoa đất sét. Hoa sứ thì riêng nó có rất là nhiều loại hoa sứ. Cái loại sứ này nó cái kiểu bông nó như vậy. Bây giờ nhiều màu khác nhau thấy không? Có nhiều loại, nhiều màu khác nhau hình. Bây giờ mình phải đi bằng bàn chuyền vô. Tôi không đi bằng cái này vô. Cái đó đi bằng mũi đâu được. Đi bằng cái bằng nguyên bằng chân nó mới vững chắc chứ đi bằng mũi đâu có ổn định. Thấy không? Nó có nhiều loại sẽ khác nhau thấy không? Nhiều kiểu dáng khác nhau. Mình đi chắc chịu ba đưa lên cho mày lại coi chưa? Có rồi. Cái nào ở trong điện, máy chụp hình đó thì ba chưa đưa lên được. Còn cái nào trong điện thoại thì ba đưa lên được. Em giờ cho. Đó, mày đã nói không đừng đưa cát không được. Còn đi một cát mày lấy mày thân mày lau cho. Ồ, hoa vậy. Cái hoa bên này đẹp quá luôn nè. Lại coi với anh nhẹ không? Đâu? À đi đi. Cái hoa này là hoa sắc pháo nè, thấy không? Hoa sắc pháo là hoa đó đó. Để em chụp anh cái đi, chúc mừng năm mới. Cái chó này nó cắn người ta rồi sao? Đó cái hoa nó cái hình dáng nó giống như sắc pháo ấy, là gọi là hoa sắc pháo. Mà giờ không có đốt pháo thì nghe con hết biết sắc pháo là gì luôn. Con thấy riêng cái hoa sứ không rất là nhiều loại thấy không? Rất là nhiều loại, rất là nhiều cái kiểu hoa khác nhau, lá cũng khác nhau. Mà nắng mà sao đi được? À, đi vô. Đi đâu? Đi chỗ mát. À. Mát
Cái đó là cái tượng mà cái chép hóa rồng á. Để coi mới biết được. Ồ cái mai này là quá lớn luôn nè. Đi ra trong hình không mà không chịu đi hết á. Thế hả? Hết pin hả? Ông chụp cái mai mà bấm nhanh nút tắt nó tắt luôn. Nhưng đang nhắm là ok rồi. Đã có góc độ đẹp rồi. Bấm nhanh nút tắt tắt luôn. Đố còn thấy ba cái non lá. Non lá là ta đang lâu lắm á. Ba con gà màu vàng kìa ba. Đâu? Mình ở đây tối cũng được nữa. Ừ. Tới chừng nào cũng được chứ. Ai vô coi vô phải chung. Có không? Quá vậy bà. Mỗi năm người ta trưng bày mà khác nhau. Chứ giống nhau quá coi chán. Cũng tặng cái cổ. Thôi con tự đi con, đang đi. Kể anh hai đi con. Có thể gì cái gì vậy ba? Đọc tên đi. Đọc tên là cái gì? Cái rồng phải không? Có cho mày lấy gì vậy ba? Hả? Mày lấy gì giá không? Cái khu trưng bày cá cảnh. Đâu phải thi cung, là khu trưng bày các cảnh. Cá sam. Cá sam chứ không phải cá đuối. À cá đuối dạng cá đuối sam á. Nó là cá đuối nhưng mà theo cái kiểu của con sam á không? Đúng không? Con này ba mới thấy lần đầu luôn á. Mới thấy luôn á. Ừ. Cá đuối trên nuôi nó có gai. Nó cái
hình dáng y chang con Sam luôn. Hay quá. Nhưng mà ta gọi là cá Sam. Con Sam thì cái vỏ nó dày lắm. Dạ em gai độc lắm rồi.